vắng ai đây? Chúng chia sẻ là rất là vui, giống như mình mới sinh ra được lần thứ hai vậy đó. Tại vì cái bệnh này là tôi biết rồi, các anh chị em cũng đã biết rồi, nó rất là nguy hiểm. Thì mình ra xuất viện thì mình rất là mừng. Thì nói chung là rất là lo, tại vì cái bệnh nền của anh rất là nặng, vừa huyết áp vừa tiểu đường nữa. Nên trong quá trình lên đây thì được y bác sĩ hỗ trợ là trong giải quyết cái bệnh nền trước, nên cái triệu chứng thì nó không có phát sinh.